Xin chào các bạn. Lần này sẽ là một clip make up rất là kỳ diệu. Và Mai Phan sẽ biến hóa một cô gái được đánh dấu trên gương mặt một vết nám đen. Nó đã theo đuổi bạn ấy bao nhiêu năm nay và làm cho bạn ấy mất đi sự tự tin khi xuất hiện ở những chốn đông người. Hôm nay mình sẽ khiến bạn ấy trở thành một cô gái rất xinh đẹp và có một làn da láng mịn không tì vết luôn nhé. Chúng ta cùng khám phá các bước make up khiến làn da trở nên láng mịn nhé. Dưỡng da là một phần không thể thiếu. Nó sẽ cho làn da thêm mềm mại và giúp ích cho lớp nền mỏng mịn. Tiếp theo, mình sử dụng một loại kem nền mỏng cơ bản, sáng hơn da mặt một tông màu. Sau đó tan cho toàn bộ khuôn mặt. Và mình sẽ bắt đầu với bên mặt nám trước để các bạn thấy rõ sự khác biệt nhé. Tản đều và chấm cho nền thấm sâu và mịn vào da mặt. Đối với vùng da bị nám đen như thế này, mình sử dụng thêm kem che khuyết điểm có ánh vàng nhẹ để lấy lại sắc tố da. Sau đó mới sử dụng kem che khuyết điểm tối màu hơn màu nền mình đang sử dụng khoảng 2 tông màu. Dùng bông mút lấy kem chậm lên vùng nám, giúp kem bám chặt vào da mặt và tiệp màu với vùng da bình thường. Đối với vùng nám, khi sử dụng kem che khuyết điểm ta nên chấm nhẹ tay để đảm bảo không bị trượt đi phần nền phía dưới, sẽ khiến cho làn da không được mịn màng. Các bạn lưu ý, đối với da nám như thế này, bắt buộc mình phải sử dụng kem che khuyết điểm tối màu hơn màu da 1-2 tông tùy theo độ nám trên da mặt. Như vậy thì mới có thể làm đều màu da cho các vùng nám đó được. Những điểm nám giao tiếp với phần da đẹp cần xử lý tinh tế hơn, nên mình sử dụng thêm tay chấm nhẹ vào những cái vùng giao tiếp giữa da nám và da bình thường, được mịn đều với nhau không khoảng cách. Mình dùng thêm phấn nén có cùng tông màu với kem che khuyết điểm, phủ riêng cho vùng da bị nám để tăng thêm độ che phủ khuyết điểm cho làn da được láng mịn hơn. Đối với làn da này thì mình khuyên các bạn khi phủ phấn nên sử dụng bông chứ không nên sử dụng cọ nhé. Vì bông sẽ làm cho hạt phấn bám chắc vào da mặt, bảo vệ lớp kem che khuyết điểm giữ được bền hơn. Và mình chuyển qua làm nốt cho bên mặt còn lại. Tán đều nền cho mịn đều hết các góc. Sau đó dùng son tạo má hồng từ vùng đuôi mắt qua thái dương, tạo độ khác biệt cho khuôn mặt. Dựng sống mũi và tạo khối highlight cho gương mặt thêm bắt sáng và thon gọn. Lưu ý các vùng tạo khối cho bên mặt nám cần được chấm cọ thật nhẹ tay để bảo vệ lớp nền không bị trượt nhé. Control made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Và bước cuối cùng của lớp nền, mình sử dụng phấn bột phủ đều cho khắp khuôn mặt, giúp da mặt được láng mịn hoàn hảo. Và chúng ta đến với phần mắt. Thoa bay mắt đều trên bầu mắt để không bị bết nhé. Màu mắt sẽ bám chắc hơn nhờ bay mắt. Tiếp theo, mình sử dụng tông màu khói tím của MAC tan đều trong bầu mắt. Màu mắt này có hạt nhũ hơi bóng và mỏng nên mình tan nhiều màu hơn một chút để màu mắt được thấy rõ hơn. Sau đó dùng thêm các tông màu trong bảng Revolution nhấn cho phần đuôi mắt và mình dùng cọ vát nhỏ chấm màu rồi đặt cọ từ điểm đuôi mắt tan nhẹ lên 1/3 hốc mắt. Sau đó dùng cây cọ lớn hơn để dễ dàng tan cho màu mắt được lan đều phần đuôi thật là nhuyễn màu. Với clip này thì mình không quá cầu kỳ cho đôi mắt lắm nên sẽ chỉ tản màu nhẹ nhàng và đơn giản như vậy thôi. Phần mắt dưới mình sử dụng cây cọ nhỏ để dễ dàng nhấn cho đuôi mắt được gọn gàng và sâu thẳm. Sau đó kẻ eyeliner cho đôi mắt. Và lần này thì mình sẽ không dùng các loại gel hay là bút chì, bút dạ để kẻ mắt, mà mình sẽ dùng chính màu mắt đen. Lựa chọn một cây cọ nhỏ, đầu cọ hơi xéo một chút, giống cây cọ tàn mày nhỏ, để dễ dàng kẻ cho đôi mắt thêm to tròn. Rồi kẹp mi thật là cong. Và mình sẽ không gắn mi giả mà chỉ chuốt mascara cho sợi lông mi thêm dày và dài hơn.
Đối với những bạn không muốn gắn lông mi giả mà vẫn muốn có một hàng mi dài, thì sau khi chuốt mascara lần một khoảng 1 phút, các bạn có thể chuốt thêm một lần nữa, đảm bảo lông mi sẽ dài và dày như mi giả nhé. Mình kẻ thêm chì trắng vào phần tròng mắt dưới, tạo cảm giác đôi mắt được sáng và tây hơn. Và đến với phần lông mày, mình dùng chì màu nâu tạo dáng cho lông mày, sau đó tản bột màu ghi cho những vùng thiếu sợi lông mày. Cuối cùng dùng mascara màu đồng chuốt cho sợi lông mày được xếp đều nhau và chuyển màu nâu tây tự nhiên. Thêm màu cam đất cho phần má bên nám nhé. Đối với bên này, khi thêm bất kỳ phần nào lên má, chúng ta cũng phải chú ý thật là nhẹ tay để bảo vệ lớp kem che khuyết điểm nhé. Và đôi môi màu hồng đất mình rất là yêu thích, nhưng với sắc tố môi của bạn gái này, khi thoa màu hồng đất lên lại hơi bị sáng. Vì vậy nên mình sử dụng thêm tông màu nút, pha hai tông màu vào với nhau để giảm độ hồng cho môi và có được tông màu ưng ý. Và mình sẽ gắn thêm một số những viên đá lấp lánh phía dưới đôi mắt nhé, sẽ rất thú vị và tạo cho bạn ấy có thêm sự khác lạ. Đảm bảo bạn ấy sau khi make up sẽ rất là tỏa sáng và đầy tự tin. Và Mai Phan mong rằng sau khi xem xong clip này, tất cả các bạn có làn da nám sẽ cảm thấy tự tin hơn và có thể tự trang điểm cho mình thật là xinh đẹp. Chúc các bạn thành công nhé!